Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn đến từ A3 Auto, có địa chỉ 88A Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì bên em tiếp tục về thêm một chiếc MPV cỡ nhỏ đến từ Nhật Bản. Xin được giới thiệu với anh chị và các bạn, đây là chiếc Toyota Veloz Cross. Chiếc xe này của em thì là phiên bản top ạ. Chiếc xe thì sản xuất năm 2023, tư nhân sử dụng và mang biển số tỉnh anh chị nhé. Chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 1,1 vạn km rồi quý vị anh chị và các bạn nhé. Còn cực kỳ là lướt anh chị ạ. Xe của em thì mang ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu đen. Xe thì chỉ mới lăn bánh được có hơn 1 vạn km thôi mà lại sản xuất năm 2023 thì đây đúng là một chiếc xe phải nói là không khác gì xe mới anh chị và các bạn nhé. Toyota Veloz Cross này sẽ có hai phiên bản, phiên bản CVT và phiên bản top. Trước mặt anh chị và các bạn đây là một phiên bản top, một phiên bản cao cấp nhất anh chị nhé. Trong những năm gần đây thì Toyota thì cũng đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về thị trường, nên đã trang bị cho trên những chiếc xe của mình rất là nhiều những cái công nghệ option mà phải nói là cũng không thua kém gì những chiếc xe đến từ Hàn Quốc quý vị anh chị và các bạn nhé. Điển hình như chiếc Veloz Cross này được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ option tiên tiến và hiện đại, mới mẻ nữa anh chị và các bạn nhé. Đó, xe thì mang cái màu ngoại thất là màu trắng ngọc trinh, một cái màu rất là trung tính và được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam. Đó. Một chiếc xe thì tiên tiến và hiện đại, được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ option. Chúng ta có cái phần cụm đèn này, cụm đèn full LED nhé, trong cái gói an toàn của Toyota rất là sáng và thông minh, có một cái giải LED định vị ban ngày này, và cùng với đó là đèn xi nhan thì hệ thống theo dạng đuổi đấy, rất là đẹp. Còn đèn phá xương thì là bóng halogen thôi anh chị nhé. Đó, một chiếc xe đến từ Nhật Bản thì một chiếc MPV cỡ vừa hạng B thì chúng ta cũng đã được trang bị thêm là hệ thống cam 360 này. Cam 360 rất là sắc nét, đem lại cho chúng ta cái cảm giác lái an toàn hơn. Đó. Cái chất lượng đầu vào thì bên em luôn luôn đặt lên hàng đầu rồi anh chị nhé. Nên khi mua xe bên em thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể mang xe đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng của xe. Mang ra gara do anh chị quen biết hoặc là mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe. Và nếu như anh chị nào mà cũng không đủ tài chính để trả thẳng những chiếc xe bên em thì bên em cũng sẽ hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Kết hợp cùng với đó lãi suất là ưu đãi và giải ngân nhanh chóng cho anh chị và các bạn nhé. Chúng ta cũng có một cái bộ mâm lốp đây, mâm phay CNC rất là đẹp và mới rồi. Cùng với đó là kích thước là 17 inch anh chị nhé. Đế lốp thì vẫn còn theo xe luôn ạ. Với một chiếc xe sản xuất 2023 mà mới lăn bánh được hơn 1 vạn km thôi thì phải nói là chưa hết rốt đa anh chị nhé. Chúng ta vẫn được trang bị là chìa khóa thông minh Smart Key này. Đó, rất là hay nhé. Chiếc xe này thì anh chị mua về đi phục vụ cho gia đình, hoặc anh chị nào muốn chạy thêm dịch vụ nữa thì chiếc xe này phải nói là cực kỳ là phù hợp. Hàng ghế thứ ba đây. Hàng ghế thứ ba thì rất là khiêm tốn thôi, cũng không được rộng rãi thoải mái lắm, nhưng mà thừa còn hơn thiếu đúng không anh chị? Đó, sẽ phục vụ được cho những anh chị nào mà đi đường dài mà cần đến những chiếc xe 7 chỗ thì chiếc Veloz Cross này vừa mới vừa hiện đại thì đáp ứng được mọi nhu cầu cho anh chị và các bạn. Chúng ta cũng có một cái cụm đèn hậu, một cái giải LED chạy hết phần cốp xe, nhìn rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta cũng có cảnh báo vượt trên gương này, cảnh báo vượt trên gương nhá. Đó, những cái mà rất là nhiều những công nghệ option đấy. Đi vào đến nội thất thì chúng ta có một cái không gian nội thất rất là đẹp. Đây là ghế da pha nỉ nhá, da pha nỉ nhá anh chị nhá, vẫn có da đấy ạ. Ở đây này thì là nỉ. Một cái vô lăng ba chấu này, tích hợp các phím bấm đa chức năng, đàm thoại rảnh tay, to nhỏ âm lượng, ra lệnh giọng nói. Tuy nhiên nhá, tuy nhiên thì lại không có cruise control, không có cruise control. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ được những gì? Thứ nhất là gương gập hoàn toàn là chỉnh điện này. Chúng ta có những cái vị trí để cốc, để đồ này, rất là tiện nhá, rất là nhiều chỗ nhá. Có cái một cái màn hình đằng sau vô lăng,
Digital Line nhá. Hiển thị cực kỳ là sắc nét và đẹp luôn ạ. Đó. Phía cái màn hình bên đây thì chúng ta có một cái màn hình 7 inch này, kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đó, điều hòa Auto này, điều hòa của xe Nhật thì rất là mát rồi. Hai vùng nhá, hai vùng anh chị nhá. Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta cũng có đó, có phanh tay điện tử này, Auto Hold đó. Phía bên đây thì sẽ có trong cái gói an toàn này, cảnh báo tiền va chạm này, chống trơn trượt này. Đây, 11.000 km zin luôn cho anh chị và các bạn nhé. Đó, màn hình giải trí đây. Nếu như nào anh chị nào mà muốn sở hữu được một chiếc xe lành lặn, bền bỉ và tiết kiệm thì ngại không sử dụng những chiếc xe Hàn mà chỉ có niềm đam mê với những chiếc xe Nhật mà lại muốn nhiều option nữa, thì đây là một chiếc xe phải nói là rất là phù hợp với anh chị và các bạn nhé. Nếu mà sở hữu được chiếc xe này so với xe mới thì anh chị có thể tiết kiệm được lên đến 80 triệu đấy ạ. Bởi vì chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 675 triệu đồng. Giá cả thì vẫn còn có thể thương lượng và linh động được cho anh chị và các bạn khi anh chị quay trực tiếp salon bên em xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe. Và cũng đến cuối video rồi, anh chị nào mà quan tâm về chiếc Veloz Cross bản top này có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị 24/7 ạ. Và em xin được cảm ơn, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.